Xin mời mở kinh văn khoa hội thứ 21, kinh văn hàng thứ 7, tờ thứ 21, kinh văn hàng thứ 7. Xem từ nguyện thứ 32: ngã tác Phật thời, sanh ngã quốc giả, thiện căn vô lượng, giai đắc kim cang, na la diên thân, kiên cố chi lực. Chúng ta xem trước cái nguyện này. Ở trong cái chương này, lão cư sĩ Hà Liên Cư hội tập phẩm kinh này, công lực đã dùng rất sâu, mà còn là ba người hợp tác hội tập mà thành. Chúng ta ở trong bài tựa của Đại sư Mai Quang Hy xem thấy hội tập phẩm kinh này có đại đức hiển mật. Ngay lúc đó, lão Hòa thượng Huệ Minh và Hà lão cùng Mai lão, ba người đã dùng thời gian 3 tháng hoàn thành 48 nguyện này. Hình thức hội tập là đem cách thức của kinh văn bổn dịch đều giữ lại hết. Cho nên họ phân làm 24 chương. Mỗi chương có bao nhiêu nguyện văn tuyệt nhiên không như nhau. Hợp lại 48 nguyện. Ở trong 24 chương, cái đoạn này là chương thứ 16, bao gồm 32, 33, 34, 3 nguyện này. Sanh ngã quốc giả, thiện căn vô lượng. Câu này là tổng thuyết. Chúng ta học Phật, các vị cần phải sâu sắc mà thể hội được Phật là gì. Học Phật hỏi bạn Phật là gì, không trả lời được thì bạn uổng phí đã học Phật. Phật cái chữ này là dịch âm từ Phạn văn của Ấn Độ. Vào thời xưa, Trung Quốc không có cái chữ này. Khi Phật giáo truyền đến Trung Quốc, ngay lúc đó vì để phiên dịch kinh điển đã tạo ra không ít chữ mới. Cho nên cái chữ Phật này là khi Phật giáo truyền đến Trung Quốc, một trong những chữ mới được tạo ra. Vào thời xưa có chữ Phất, không có bộ nhân ở bên. Các vị xem thấy được trong sách xưa. Ấn Độ Phật Đà, Ngài là một con người, cho nên chúng ta liền mượn dùng cái chữ Phất thêm vào bộ nhân, nói chữ Phật này là người. Là do như vậy mà tạo thành. Dịch âm ý nghĩa là gì? Nếu dùng lời hiện đại để nói là một người có đầy đủ trí tuệ viên mãn thì gọi là Phật. Trí tuệ nếu không viên mãn, vậy thì gọi Bồ Tát. Trí tuệ của Bồ Tát vẫn chưa đạt đến cứu cánh viên mãn. Người đạt đến cứu cánh viên mãn thì được gọi là Phật. Cho nên Phật không chỉ một người, Phật quá nhiều. Thích Ca Mâu Ni Phật chân thật là rất đơn giản, tùy tiện giới thiệu cho chúng ta một chút. Bạn xem, trong Phật Danh Kinh đã giới thiệu cho chúng ta hơn 12.000 Phật hiệu. Hư không Pháp giới, người đạt đến trí tuệ cứu cánh viên mãn rất nhiều, không phải một người. Đây là chúng ta cần phải đem nó làm cho rõ ràng. Đã biết Phật là trí tuệ viên mãn, chúng ta học Phật học cái gì? Chúng ta học trí tuệ viên mãn. Đây gọi là học Phật. Trong Phật Pháp không có mê tín. Tổng cương lĩnh tu học Phật Pháp, chúng ta đem nó viết thành 10 câu, 20 chữ. Các vị đồng tu đều có thể ghi nhớ được rõ ràng, rất tường tận. 20 chữ này đem cả thảy Phật Pháp đều đã bao gồm hết. Phật giáo huấn đối với tất cả chúng sanh không ngoài một cái là dạy bạn làm thế nào giữ tâm, một cái là dạy bạn sống như thế nào. Cho nên nó là giáo học rất thực dụng, quyết không đàm huyền thuyết diệu, rất là thực tế, có lợi ích đối với chúng ta thật là quá nhiều. Cho nên nó là giáo dục đời sống. Phật dạy chúng ta dụng tâm, phải dùng tâm chân thành. Chân thành quyết định không có hư ngụy. Dùng tâm thanh tịnh, thanh tịnh quyết định không có ô nhiễm. Các vị phải nên biết, ý niệm tự tư tự lợi là ô nhiễm. Phải quấy nhân ngã là ô nhiễm. Tham sân si mạng là ô nhiễm. Những thứ này Phật đều không có. Tâm địa thanh tịnh, một trần không nhiễm. Tâm Phật bình đẳng, chắc chắn không có cống cao ngã mạn. Chúng ta xem thấy những ghi chép ở trong kinh điển, Phật đối với bất cứ một người nào đều rất là khiêm tốn, cung kính. Khi gặp người có khó khăn, Phật tùy lúc tận tâm tận lực giúp đỡ mọi người. Khi Phật đi đứng, xem thấy người có tuổi tác lớn, gánh một cái gánh đó rất nặng, Ngài liền tiếp lấy gánh, phụ người đó một đoạn đường. Phật xem thấy lão thái thái tuổi tác lớn rồi, xỏ kim bao nhiêu lần cũng không thể xỏ qua được. Thích Ca Mâu Ni Phật xem thấy dễ dàng tiếp lấy, đem nó xỏ xong rồi đưa cho bà ấy. Phật từ bi. Bạn xem thấy Phật tuy tiếp nhận cúng dường của ăn mày, thái độ của Ngài cũng giống như tiếp nhận cúng dường của quốc vương, không hề khác nhau. Chúng ta ở nơi đó xem thấy người ta tâm bình đẳng. Chư Phật, Bồ Tát, ngay đến Khổng Lão Phu Tử, Mạnh Phu Tử, những thánh hiền nhân này chúng ta xem thấy ở trong Luận Ngữ. Mạnh tử họ đối với bất cứ một người nào, người không có địa vị rất là thấp kém, các ngài đều là cúc cung chí kính, chắc chắn sẽ không khinh mạn một người nào, tâm bình đẳng. Câu thứ tư là tâm chánh giác. Chánh giác là gì vậy? Tràn đầy trí tuệ. Phía trước nói chân thành, thanh tịnh, bình đẳng là thể của tâm. Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng làm thế nào thực tiễn? Thực tiễn chính là trí tuệ, chính là lòng yêu thương, từ bi. Hai câu này là thực tiễn. Chúng ta thường nói trí tuệ viên mãn, nghệ thuật cao độ, đó là lòng yêu thương. Bình đẳng yêu thương tất cả chúng sanh, quan tâm tất cả chúng sanh. Đây là dạy chúng ta dụng tâm. Cái tâm này làm thế nào thực tiễn? Ở ngay trong cuộc sống, nơi công việc, trong đối nhân xử thế tiếp vật thường ngày. Phật chỉ thị chúng ta đem nó quy nạp 4 điểm: nhìn thấu, buông xả, tự tại, tùy duyên. Đây là đời sống của Phật Hoa Nghiêm, đời sống của Phật Bồ Tát. Sao gọi là nhìn thấu? Nhìn thấu là đối với thế xuất thế gian, tất cả các pháp, tánh tướng, lý sự, nhân quả, rõ ràng, tường tận, thông suốt, thấu đáo. Đây gọi là nhìn thấu. Không có chút nào nghi hoặc, không có sai lầm. Đây là lưu lộ của trí tuệ. Buông xả là lưu lộ của từ bi. Buông xả cái gì? Không phải bảo bạn đem công tác buông bỏ, vậy thì bạn sai rồi. Không thể nói học Phật rồi nhà cũng không cần đến, sự nghiệp cũng không cần. Bạn hoàn toàn hiểu sai lầm lời giáo huấn của Phật. Vậy thì Phật chân thật là bị hàm oan. Phật không hề dạy người như vậy. Phật dạy chúng ta buông xả tự tư tự lợi, buông xả danh vọng lợi dưỡng, buông xả tham sân si mạng. Vậy chúng ta buông xả những thứ này, mà phải tích cực vì tất cả chúng sanh phục vụ. Chúng ta ở trong xã hội này, không luận từ nơi một nghề nghiệp nào, chúng ta có chức trách của chúng ta, có bổn phận của chúng ta. Những việc trong chức phận của chúng ta phải tận tâm tận lực đem nó làm cho tốt. Làm tốt là phục vụ đối với xã hội, không phải vì chính mình. Những việc gì chính mình lơ là chút cũng không hề gì. Chúng ta làm ra tất cả công tác vì xã hội, vì chúng sanh thì không thể lơ là. Nếu như bạn, nếu là tôi, làm sự việc này là của chính tôi, không có liên quan gì với chúng sanh xã hội, có thể lơ là một chút. cũng không được. Chư Phật Bồ Tát không phải như vậy. Chư Phật Bồ Tát, cái thân thể này, thân thể có phải vì chính mình không? Không phải. Cái thân thể này là công cụ vì tất cả chúng sanh phục vụ. Ta chăm sóc tốt cái thân này là vì tất cả chúng sanh, không phải vì chính mình. Các vị nghĩ lại xem cái ý nghĩa này sâu. Khởi tâm động niệm từng ly từng tí vì chúng sanh. Vậy một mình tôi ở trong phòng, không có người xem thấy, tôi có thể tùy tiện lơ là một chút không? Cũng không được. Tại vì sao không được? Người không xem thấy, quỷ thần xem thấy. Chúng ta làm ra tấm gương tốt, tuyệt nhiên không chỉ làm để cho người xem, cũng làm cho quỷ thần xem. Ngay nhà nho cũng vậy, chúng ta làm như vậy. Quân tử thận độc. Độc là bạn ở một mình, không có người xem thấy, cũng không được thất lễ, cũng không được xem thường tiểu tiết, cũng phải như thập mục sở thị, thập thủ sở chỉ, cung cung kính kính. Làm gì dám khinh mạng. Vào thời xưa, người quân tử đi học ở thế gian đều hiểu rõ cái đạo lý này, đều có thể cẩn trọng không phạm. Cho nên đức hạnh của họ có thể thành tựu, học vấn có thể thành tựu, sự nghiệp có thể thành tựu. Không phải không có đạo lý. Người nay không bằng người xưa. Những chỗ nào không bằng? Tiếp nhận giáo dục không bằng. Hiện tại loại khí tượng này chúng ta đã không còn xem thấy, nghĩ là chính mình cũng làm không được. Tâm bệnh rốt cuộc phát ra từ chỗ nào? Trên Kinh Vô Lượng Thọ, Phật nói cho chúng ta nghe mấy câu: tiên nhân bất thiện, bất thức đạo đức, vô hữu ngữ giả. Đời trước của chúng ta lơ là giáo dục đối với chúng ta. Đời trước của chúng ta là cha mẹ, sư trưởng, trưởng bối không làm ra tấm gương tốt cho chúng ta thấy. Lời nói này là Phật nói, nghĩ lại có đạo lý. Vậy thì ngày nay chúng ta làm ra tấm gương còn kém hơn so với đời trước của chúng ta. Việc này đúng như câu nói, đời sau không bằng đời trước. Hình tượng của chính mình bị hỏng rồi, sao chúng ta một đời xem thấy hình tượng này của chúng ta cho rằng là bình thường? Tôi đối với việc này vô cùng lo lắng. Tôi không biết các đồng tu có nghĩ đến tính nghiêm trọng của vấn đề này hay không. Chúng ta nhìn xem thế hệ tiếp theo sau, 20 năm sau, 30 năm sau, họ là xã hội tiếp nối. Nếu như tư tưởng ngôn hạnh vẫn không bằng như thời đại này của chúng ta, cái tai nạn của thế giới này không thể tránh khỏi. Nhân của tai nạn là gì? Nhân là vô số nghiệp bất thiện. Đây là thánh nhân thế xuất thế gian đều là dạy bảo chúng ta như vậy. Nhân thiện, quả thiện. Nhân ác, ác có ác báo. Xã hội chúng ta thông thường trong lòng mọi người nghĩ cái gì Họ nghĩ là thiện hay là ác? Họ nói cái gì? Nói ra là thiện hay là ác? Làm ra cái gì? Chúng ta chỉ cần từ nơi ba phương diện này mà quan sát. Xã hội này an nguy, kiết hung, họa phước liền sẽ tường tận. Cho nên Phật dạy bảo chúng ta phải buông xả tất cả bất thiện, tư tưởng bất thiện, kiến giải bất thiện, lời nói bất thiện, hành vi bất thiện. Buông xả cái này, đề khởi cái thiện. Thiện ác có tiêu chuẩn hay không? Có. Phật cho chúng ta một tiêu chuẩn rất đơn giản: 5 giới 10 thiện. Đạo gia cũng đã làm cho chúng ta một tiêu chuẩn. Cảm ứng thiên, Văn Xương Đế Quân Âm Trắc Văn, đây là Đại sư Ấn Quang vào cuối đời nhà Thanh cực lực đề xướng, là tiêu chuẩn thiện ác. Chúng ta lấy cái tiêu chuẩn này để quan sát xã hội hiện tại, xem qua trong và ngoài nước, mỗi một quốc gia khu vực. Trên thế giới có một số các nhà tôn giáo nói ra ngày cùng của thế giới, chúng ta liền hiểu rõ rốt cuộc có ngày cùng của thế giới hay không, ngày cùng của thế giới có thể tránh khỏi hay không. Chúng ta vừa nhìn liền hiểu rõ, rõ ràng, tường tận, thông suốt, thấu đáo. Cho nên buông xả tất cả bất thiện, đề khởi tất cả thiện pháp. Đây là Phật Bồ Tát, Phật Pháp không tiêu cực. Phật Pháp là thật tích cực. Phật Pháp không lạc hậu, Phật Pháp vĩnh viễn đang tinh tấn. Có thể tuân thủ giáo huấn của Phật, buông bỏ thành kiến của chính chúng ta, tiếp nhận giáo huấn của Phật Bồ Tát, y giáo phụng hành, đời sống của chúng ta liền có thể được đại tự tại. Phật dạy cho chúng ta ở thế gian làm thế nào có thể trải qua đời sống chân thật tự tại. Phải hiểu được tùy duyên, tùy duyên mà không phan duyên, chúng ta liền được tự tại. Câu sau cùng tôi thêm vào niệm Phật. Đây đều là Phật dạy cho chúng ta. Nếu như không biết được niệm Phật, cầu sanh thế giới Tây phương Cực Lạc, thân cận A-di-đà Phật Thế Tôn, chúng ta cho dù có thành tựu không viên mãn. Phật nói rồi, bạn ngay đời này có năng lực, có tu trì, bạn có thể siêu diệt 6 cõi, siêu diệt 10 pháp giới, sanh đến pháp giới nhất chân. Bạn vừa đến pháp giới nhất chân, đó là viên giáo sơ trụ Bồ Tát, giáo nghĩa của Hoa Nghiêm. Sơ trụ Bồ Tát muốn viên mãn thành Phật cần phải bao nhiêu thời gian? Phải 3 A Tăng kỳ kiếp tu hành ở thế giới Hoa Tạng. Thời gian quá dài, quá dài. Cho nên chúng ta ở trên Kinh Hoa Nghiêm xem thấy Bồ Tát đẳng giác của thế giới Hoa Tạng, Văn Thù, Phổ Hiền đều phát nguyện cầu sanh thế giới Tây phương Cực Lạc. Vì sao vậy? Thế giới Tây phương Cực Lạc thành tựu nhanh. Ở thế giới Hoa Tạng muốn tu thành Phật quả cần phải 3 A Tăng kỳ kiếp đến thế giới cực lạc tu hành, như những pháp thân đại sĩ này của họ. Người Viên giáo sơ trụ, tông môn thường nói phá một phẩm vô minh chứng một phần pháp thân. Loại người này sanh đến thế giới Tây phương cực lạc không cần 3 ngày thì thành tựu rồi. Sau đó bạn mới tường tận tại vì sao Văn Thù Phổ Hiền muốn đi. Cho nên Tây phương cực lạc nhận được 10 phương 3 đời tất cả chư Phật Như Lai tán thán. Thích Ca Mâu Ni Phật ở trên Kinh Vô Lượng Thọ làm đại biểu, đại biểu cho chư Phật tán thán A-di-đà Phật, Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Dương. Ngày nay chúng ta đọc lại mấy câu kinh văn này: sanh ngã quốc giả, thiện căn vô lượng. Nếu chúng ta không tu tích thiện căn thì làm sao được? Cái gì là thiện căn? Chúng ta tổng kết giáo huấn một đời của Thế Tôn, 10 câu 20 chữ này là thiện căn: chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, khám phá, phóng hạ, tự tại, tùy duyên, niệm Phật. Đây là vô lượng vô biên thiện căn. Nếu chúng ta không nỗ lực tu học thì không được. Trên Kinh Di Đà nói được rất rõ ràng, đâu phải thiện căn phước đức nhân duyên ít mà được sanh về nước kia. Cho nên nhất định không thể nói tôi mỗi ngày niệm Phật, một ngày niệm 10 vạn danh hiệu Phật hiệu thì có thể giảng sanh. Chưa chắc. Không có thiện căn không được. Ngày ngày niệm Phật, một ngày 10 vạn danh hiệu không tệ. Nếu như bạn sanh đến thế giới Tây phương cực lạc, bạn không có thiện căn, đến thế giới cực lạc rồi, người này nhìn thấy không vừa mắt, người kia không bằng lòng, ngày ngày gây lộn với người, vậy làm sao được chứ? Có phải vậy không? Chúng ta ở trên kinh xem thấy Thế Tôn nói cho chúng ta nghe rất rõ ràng, thế giới Tây phương là chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Vì thử hỏi chính mình có phải là thượng thiện hay không? Nếu bạn không phải là thượng thiện, đến nơi đó ngày ngày châu bày nhíu mặt với người, chẳng phải làm cho thế giới cực lạc đảo lộn hay sao? Thế là chúng ta liền nghĩ đến, nếu chúng ta muốn giảng sanh, mức độ thấp nhất phải làm đến tiêu chuẩn của cư sĩ Hứa Triết. Cả đời không hề khởi tức giận. Vậy không được. Tôi ngày trước chưa học Phật thường hay nổi tức giận, bắt đầu từ ngày nay không nên khởi tức giận nữa. Mãi đến bạn giảng sanh không khởi tức giận. Bạn mới có thể chân thật giảng sanh. Chân thật muốn thấy A-di-đà Phật. Bạn thường hay nổi tức giận, hay nói cách khác, bạn ngay đời này không có cơ hội thấy được A-di-đà Phật. Bạn đời đời kiếp kiếp, đến đời nào, kiếp nào, bạn không khởi tức giận, không oán hận một người nào, không oán ghét một việc nào. Bạn niệm A-di-đà Phật mới có tư cách đi đến thế giới cực lạc. Thế nhưng cái sự việc này khó, quá khó. Nói với bạn không khó. Vì sao vậy? Cầu người khó. Cái sự việc này cầu chính mình, không cầu người khác. Phải có trí tuệ. Nổi tức giận chỉ có việc hại, hại chính mình, hại người khác. Là việc vô bổ, đáng nên buông xả nhất định phải buông xả, đáng nên đề khởi phải nên đề khởi. Thiện căn mà trong kinh luận đã nói, vô tham, vô sân, vô si, đây gọi là 3 thiện căn. Lời tôi nói tuy là không như nhau, ý nghĩa có thể quán thông. Cho nên người học Phật 6 căn tiếp xúc cảnh giới bên ngoài: mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, Ý niệm vừa khởi, phải mau A-di-đà Phật, làm cho ý niệm này bị đè xuống. Nếu muốn chính mình công phu có lực, không gì khác hơn, nhất định phải đem tự tư tự lợi buông xả. Khởi tâm động niệm nghĩ đến lợi ích của chính mình. Xin nói với các vị, bạn ngay đời này không thể giảng sanh. Tôi nói với mọi người, lời nói này là lời chân thật, không phải là giả. Chân thật muốn giảng sanh, muốn thành tựu, bạn phải từ ngay chỗ này đem ý niệm chuyển đổi lại. Khởi tâm động niệm nghĩ đến hạnh phúc của đại chúng xã hội, không nghĩ chính mình. Chúng ta phải học chư Phật Bồ Tát, xả mình vì người. Ngay trong mỗi niệm đều vì tất cả chúng sanh mà phục vụ. Hạng mục phục vụ là gì? Tôi muốn đưa ra đề mục này để khảo bạn. Bạn có thể đáp được hay không? Phật dạy chúng ta vì tất cả chúng sanh, hạng mục phục vụ là những thứ nào? 6 ba la mật của Bồ Tát, 6 cái hạng mục. Cái thứ nhất là bố thí. Chúng ta có làm đến được hay chưa? Trong bố thí có 3 loại lớn. Bố thí tài, chúng ta có tài lực, có bằng lòng giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn hay không? Tài lực có nội tài, có ngoại tài. Ngoại tài là vật ngoài thân. Xem thấy người ta có kém khuyết, chúng ta có bằng lòng giúp đỡ họ hay không? Hoan hỷ, rất vui vẻ mà giúp đỡ họ. Nội tài là thể lực, ngày nay gọi là làm công quả. Họ cần người chăm sóc, cần người phục vụ. Chúng ta dùng lao lực của chúng ta vì họ phục vụ. Đây gọi là bố thí. Tài bố thí. Pháp bố thí là ảnh hưởng họ, dạy bảo họ. Phật nói cho chúng ta, Pháp bố thí có 3 mục tiêu. Cái thứ nhất là chuyển ác làm thiện. Họ không hiểu, chúng ta phải biểu diễn. Phải làm ra cho họ xem. Bố thí Pháp không chỉ là dạy họ bằng lời nói, thân thể phải làm ra tấm gương để họ xem, để họ sau khi xem thấy sẽ giác ngộ. Giúp họ chuyển ác làm thiện, chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành thánh. Chúng ta có làm ra Pháp bố thí hay không? Loại thứ 3 là vô úy bố thí. Vô úy bố thí là khi chúng sanh gặp phải nguy nan, khi gặp khủng bố, chúng ta đến an ủi họ, đến bảo hộ họ, giải trừ khủng bố, nguy nan của họ. Loại này là thuộc về vô úy bố thí. Phật dạy chúng ta hạng mục thứ nhất. Chúng ta có thực tiễn hay không? Đây gọi là hành thiện. Chỉ có chúng sanh. Ta sống ở thế gian này chính là vì tất cả chúng sanh phục vụ. quyết không phải vì chính mình. Vô ngã, vô tư. Tôi thường hay đọc hai câu nói này. Hôm nay có một đồng tu tặng cho tôi một ấn chương vô tư vô ngã. Đây chân thật là có cảm ứng. Tôi xem rồi, khắc cũng đẹp. Chúng ta phải chuyển từ ngay chỗ này. Chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành thánh, chính từ ngay chỗ này mà chuyển. Chúng sanh ngay trong mỗi niệm mong cầu danh vọng lợi dưỡng, năm dục sáu trần, đây là ác. Chúng ta làm thế nào giúp đỡ họ đoạn ác? Chúng ta chính mình trước tiên ly khai nó. Các người cần, bạn xem tôi đều không cần. Các người cầu, tôi đều không cầu. Các anh người thế gian mong cầu giàu sang, mong cầu danh lợi. Bạn xem Thích Ca Mâu Ni Phật thì hiện, Ngài là xuất thân từ vương tử. Nếu Ngài không xuất gia, có thể kế thừa dương vị. Ngài xả bỏ đi. Người thế gian mong cầu vinh hoa phú quý, Thích Ca Mâu Ni Phật hoàn toàn có được. Thảy đều xả được sạch trơn, làm ra tấm gương để cho các vị xem. Vì sao vậy? Cái thứ đó là giả, không phải là thật. Mong cầu thứ này, hưởng thụ những thứ này. Bạn bình lặng mà tư duy, đó là tạo nghiệp. Bạn tạo ra là thiện nghiệp, cũng chẳng qua là quả báo của ba đường thiện. Tạo ra ác nghiệp thì càng đáng sợ hơn. Tóm lại mà nói, bạn không thể thoát khỏi sáu cõi luân hồi. Thích Ca Mâu Ni Phật dạy cho chúng ta làm thế nào thoát khỏi sáu cõi luân hồi. Bạn đem những thứ này buông xả, xả bỏ hết. Danh vọng lợi dưỡng, Thích Ca Mâu Ni Phật không tiêm nhiễm chút nào. Ăn uống đi đứng được đại tự tại. Người khác cúng dường cái gì thì ăn thứ đó, không có phân biệt, không có chấp trước, không có chọn lựa. Con người này gọi là Phật. Ngài là thị hiện cho chúng ta xem, dạy cho chúng ta. Tôi năm xưa đọc bài phát thệ quy y, đọc đến quy y Phật Nhị Túc Tôn. Tôi thường hay hoài nghi. Tôi nghĩ không thông. Nhị Túc Tôn, cái nhị này là trí tuệ và phước báo. Trí tuệ không có vấn đề, tôi tin tưởng. Vì sao vậy? Nếu như không phải trí tuệ viên mãn, làm sao Ngài có thể nói ra một bộ Đại Tạng Kinh? Người thế gian chúng ta không thể nói ra được. Không cần nói nhiều đến như vậy, chúng ta nói ra một bộ cũng không nói được. Nhiều trí tuệ không có vấn đề gì, phước báo thì có vấn đề. Thích Ca Mâu Ni Phật ngày ngày đi xin ăn, vậy thì làm gì có phước báo? Đến sau này, từ từ thâm nhập vào Kinh Tạng, mới hoát nhiên đại ngộ. Tôi mới thừa nhận Thích Ca Mâu Ni Phật đại phú, đại quý. Cái gì gọi là đại phú? Đời sống không có thiếu kém, đời sống vật chất không thiếu kém, chính là đại phú. Hà tất phải tích chứa thành một đống to, không cần thiết. Ngài không thiếu kém. Đại quý là cái gì? Ngài tuyệt nhiên không có địa vị, Ngài cũng không có bảo tiêu. Ngài nhận được tôn kính của tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh đều bằng lòng nghe theo lời giáo huấn của Ngài, là đại quý. Đế vương cũng không làm được. người ta chưa chắc tâm phục khẩu phục đối với bạn. Thế nhưng Thích Ca Mâu Ni Phật, tất cả chúng sanh đối với Ngài chân thật là tâm phục khẩu phục. Cho nên tôi ở ngay chỗ này thấy ra được là nhà Phật là phú quý, không phải người thế gian có thể so sánh được. Thành tựu của Ngài chính là thành thục vô lượng thiện căn, cảm ứng vô lượng thiện căn. Chúng ta không tu làm sao được. Có rất nhiều đồng tu hỏi tôi, cái thiện này phải tu từ chỗ nào? Tôi không biết là đã giảng qua bao nhiêu lần rồi. Buông xả, tự tư tự lợi. Vì tất cả chúng sanh phục vụ. Tiêu chuẩn chính là Phật giảng Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh cho chúng ta nghe. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không hai lời, không ác khẩu, không thêu dệt, không tham, không sân, không si. Thực tiễn ở trong bố thí, bố thí phải ghi nhớ chính là vì tất cả chúng sanh phục vụ, phải thực hiện ở ngay chỗ này. Con người này gọi là chân thật tu hành, con người này gọi là hành Bồ Tát đạo. Bồ Tát hành trì. Điều thứ hai là trì giới ba la mật. Cái gì gọi là trì giới? Trì giới ở trong lục độ cùng thông thường trì giới ý nghĩa không giống nhau. Lục độ là nghĩa rộng, không phải nghĩa hẹp. Cho nên trì giới nghĩa rộng chính là thủ pháp. Thế Tôn giáo giới đối với chúng ta, chúng ta phải tuân thủ. Pháp luật, hiến chương của quốc gia, chúng ta phải tuân thủ. Phong tục tập quán ở nơi đây, đạo đức, lễ tục, chúng ta đều phải tuân thủ. Những việc này thảy đều ở ngay trong phạm vi trì giới. Chúng ta vì người khác phục vụ, phải hiểu quy củ, phải thủ pháp. Không thể nói tôi vì anh phục vụ thì có thể lơ là một chút thì không được. Trong thủ pháp có một nguyên tắc căn bản: kính người, kính việc, kính vật. 10 nguyện Phổ Hiền điều thứ nhất, lễ kính chư Phật. Nếu như bạn không có tâm cung kính đối với tất cả người sự vật, bạn tuân thủ cái pháp đó, đó là giả, không phải là thật. Bạn có ý đồ khác, không phải ý tốt. Cho nên nội tâm phải chân thành, cung kính, tự nhiên phù hợp pháp độ, thủ pháp. Việc tốt, việc tốt bậc nhất thế gian, người khác tuyệt nhiên không tường tận. Chúng ta giới thiệu cho họ, họ không thể tiếp nhận. Bạn phải hiểu được, khi họ không thể tiếp nhận thì vào lúc này chúng ta không nên tặng lễ, không nên tặng sai. Người ta khởi lên nghi hoặc, khởi lên hiểu lầm. Nhất định phải hiểu được thời tiết, nhân duyên. Sau đó Phật lại dạy cho chúng ta nhẫn nhục ba la mật. Nhẫn nhục là gì? Lòng nhẫn nại. Chư Phật, Bồ Tát đều có lòng nhẫn nại. Chúng sanh này, ngay đời này không thể độ, không nên gấp. Đời sau sẽ độ họ. Đời sau vẫn không thể độ họ. 10 đời, 1.000 đời, 10.000 đời sau. Phật rất có lòng nhẫn nại, không khẩn trương. Không giống như tâm trạng chúng sanh, chúng ta vội vàng hấp tấp, hận không thể lập tức đem chúng sanh đều độ thành Phật. Làm gì có cái đạo lý này. Vậy thì không thông. Phải học lòng nhẫn nại của chư Phật Bồ Tát, không vội vàng chút nào. Chờ đợi thời tiết nhân duyên. Nhân duyên chưa chín mùi, hoàn thiện chính mình. Nhân duyên chín mùi rồi, vì tất cả chúng sanh phục vụ. Thời gian chắc chắn không trống qua. Hoàn thiện chính mình là chuẩn bị tương lai phục vụ càng viên mãn hơn. Do đây có thể biết, độc thiện kỳ thân vẫn là vì kim thiện thiên hạ. Tuyệt nhiên không có lúc nào quên đi chúng sanh, không có. Mỗi niệm vì chúng sanh phục vụ, đây là thiện căn chân thật. Điều thứ tư gọi là tinh tấn. Tinh tấn dùng lời hiện tại mà nói, ngày mới lại mới, ngày ngày cầu tiến bộ. Tuyệt đối không phải là thường thường qua ngày. Họ ngày ngày đang cầu tiến bộ. Không luận là ở trí tuệ phải có tiến bộ, đức hạnh phải có tiến bộ, giúp đỡ chúng sanh, kỹ xảo phục vụ cũng phải là có tiến bộ. Hạng mục thứ 5 là thiền định. Cái gì gọi là thiền định? Thiền định không phải bảo bạn mỗi ngày xếp bằng quay mặt vô vách. Thiền định đó có ích gì? Thiền định là chỉ không ta, có chủ tể, không dễ dàng bị ngoại cảnh bên ngoài dao động. Đó gọi là thiền định. 6 căn tiếp xúc với cảnh giới 6 trần, có thể như như bất động. Chúng ta trong lúc giảng giải đã nói, không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, đó là thiền định. Dễ dàng bị mấy câu nói của người ta thì dao động, bạn hoàn toàn không có sức định. Không có sức định thì bạn rất khó thành tựu. Tôi vừa rồi ở phòng ăn lầu 2, một số đồng tu chúng ta đến nói với tôi, mọi người thọ trì Kinh Vô Lượng Thọ bổn hội tập, cũng đang giảng bổn này, nói Đài Loan ngày nay có không ít người phản đối bổn hội tập này. Sau khi nghe rồi, trong lòng có nghi hoặc, đây là nói rõ cái gì? Bạn không có sức định. Nếu như chính mình có sức định, người toàn thế giới phản đối, ta vẫn là y giáo phụng hành. Ta có thành tựu. Không có sức định, làm gì có thể thành tựu? Không những nhất tâm bạn không đạt được, công phu thành khối cũng không thể làm được. Sau cùng là trí tuệ. Trí tuệ là đối với tất cả sự lý. Tính tướng, nhân quả, rõ ràng tường tận, thông suốt thấu đáo. Tất cả thế xuất thế gian pháp thông đạt, đây là trí tuệ. Phật dạy cho chúng ta 6 điều này. Chúng ta có thể dùng ở trong đời sống, có thể dùng ở nơi công việc, Bạn có thể vận dụng ở nơi công việc, thực tiễn vào trong đời sống, thực tiễn vào trong công việc, thực tiễn ngay trong đối nhân xử thế tiếp vật. Đó là bạn đang hành Bồ Tát Đạo. Cái gì gọi là hành Bồ Tát Đạo? Hay nói cách khác, bạn trải qua là đời sống của Bồ Tát và không phải là đời sống của phàm phu. Người trải qua đời sống của Bồ Tát, các vị thử nghĩ xem, có phải đã siêu phàm nhập thánh rồi hay không? Đạt đến cảnh giới giáo học Thế Tôn cao nhất, siêu phàm nhập thánh. Đây mới gọi là chân thật học Phật. Vậy thì học Phật Pháp mới hữu dụng. Nếu như không thể thực tiễn, vậy thì Phật Pháp học rồi, đã học không ít năm, một điều cũng không dùng được, học suông. Vẫn là tùy thuận phiền não, mỗi ngày vẫn là ưu sầu, vẫn là buồn lo. Đối người đối việc vẫn cứ là có rất nhiều chướng ngại. Vậy thì không chỉ nói học Phật, công phu không có lực. Không có lực, câu nói này vẫn không thể nói đến. Đơn giản là bạn vẫn chưa vào cửa, con đường vào cửa Phật chưa tìm ra. Nói công phu không có lực, đó là rất xem trọng đối với bạn. Ngay con đường để vào cửa Phật cũng chưa tìm ra. Kinh giáo, mỗi câu mỗi chữ hàm chứa vô lượng nghĩa. Chúng ta phải có thể hội. Các đồng tu, tu học đương nhiên cũng khó trách các vị. Các vị thời gian huân tập đối với Phật Pháp quá ít, dụng tâm sai. Tâm dùng sai rồi chính là tự tư tự lợi. Đã dùng sai tâm, làm thế nào huân tập cũng không thể huân tập được. Cho nên các vị nhận huân tập gì? Nhận phiền não huân tập. Mỗi ngày tiếp nhận huân tập là huân tập tham sân si mạng, huân tập năm dục sáu trần, huân tập danh vọng lợi dưỡng. Vậy thì còn gì để nói không? Thật không còn gì để nói. Chúng ta học Phật, nói một câu thật dễ hiểu, chính là học làm người, học làm người tốt, học làm một người chánh. Phật là người hoàn mỹ trong tất cả mọi người, không tìm được chút kém khuyết nào. Con người này gọi là Phật. Phật là tấm gương cho chúng ta. Phật là điển hình cho chúng ta. Chúng ta học tập với Ngài, học được giống như Ngài vậy. Ngay trong chư Phật, nhất là A-di-đà Phật, chúng ta thấy A-di-đà Phật 48 nguyện. Mỗi nguyện đều là gì? Chúng sanh phục vụ. Không có nguyện nào nói có lợi ích chính mình. 48 nguyện này các vị tỉ mỉ mà xem, có nguyện nào mà A-di-đà Phật vì tự lợi? Đối với A-di-đà Phật, chính mình có được chỗ tốt? Không tìm ra được điều nào. Chúng ta phải học ở chỗ này. Tại vì sao chư Phật Bồ Tát các ngài không vì chính mình, các ngài vì chúng sanh? Nếu như đối với kinh giáo, người hơi tường tận, phải nên có thể trả lời ra được. Tuy là trả lời ra được mà không làm được, bạn làm không được vẫn là uổng phí. Phật nói với chúng ta, pháp giới vốn dĩ là nhất chân. 6 cõi 10 pháp giới là giả, không phải là thật. Kinh Kim Cang Bát Nhã mọi người đọc rất quen thuộc. Sau cùng tổng kết ở trên một bài kệ: tất cả hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện. Câu nói này là nói cái gì vậy? Nói ra là 6 cõi 10 pháp giới. Hình tượng của 6 cõi 10 pháp giới là mộng huyễn bào ảnh. Tồn tại của 6 cõi 10 pháp giới là như lộ diệt như điện. Ngày nay chúng ta rất bất hạnh rơi vào ở trong đây. Tại vì sao rơi vào trong đây vậy? Phật nói, bạn có vọng tưởng phân biệt chấp trước, biến hiện ra cảnh giới này. Trong chấp trước, nghiêm trọng nhất là chấp trước ta. Cho nên chỉ cần bạn chấp trước có ta, từ ngay nơi ta này liền sanh ra tự tư tự lợi. Nghiêm trọng, xong rồi. Bạn đừng nghĩ ra khỏi 6 cõi. 6 cõi liền do đây mà ra. Nếu như không có ta, xin nói với các vị, 6 cõi cũng sẽ không còn. Cho nên Phật, tại vì sao không có tự tư tự lợi, dùng phương pháp này để đánh tan 6 cõi. Có ta thì có 6 cõi, thì có 3 đường. Ta không những không có 3 đường, 6 cõi cũng không còn. Đây là chánh lý. Thế nhưng chấp trước không còn, họ vẫn còn phân biệt. Cho nên tuy là 6 cõi không còn, vẫn còn pháp giới 4 thánh. Hôm nào đối với thế xuất thế gian pháp, ngay đến ý niệm phân biệt cũng không còn, 10 pháp giới liền không còn. Cho nên các vị đồng tu phải ghi nhớ, các vị hiện tại học giáo vẫn còn chấp trước cái quyển này là đúng, cái quyển kia là không đúng. Bạn có chấp trước, bạn có phân biệt, bạn vĩnh viễn ở 6 cõi. Bạn vĩnh viễn ở trong 6 cõi làm pháp sư. Bạn không thể ra khỏi 6 cõi luân hồi. Bạn không thể khai mở trí tuệ. Chân thật khai trí tuệ đối với tất cả kinh giáo có cách nhìn như thế nào vậy? Trên Kinh Kim Cang, Phật đã nói qua, chư pháp bình đẳng, vô hữu cao hạ. Lại nói với bạn, chúng ta lấy Kinh Vô Lượng Thọ để nói, nguyên bổn dịch, bổn hội tập, bổn tiết hiệu, các pháp bình đẳng, không có cao thấp. Đây là đối với bổn kinh này, chúng ta mà nói là triển khai ra tất cả kinh mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói. Ngày nay nói cho dù là Hiển Tông, Mật Tông, Tông môn giáo hạ, cũng là Pháp bình đẳng, không có cao thấp. Cho nên chúng ta đối với điển tích của bất cứ giáo phái nào, chúng ta cũng đồng tôn kính. Quyết định có ý niệm cao thấp. Khởi lên ý niệm này, chúng ta sai rồi. Đại sư Ngẫu Ích nói rất hay, cảnh duyên không tốt xấu, tốt xấu ở tâm ta. Cảnh giới bên ngoài không có lỗi lầm, chúng ta khởi tâm động niệm là lỗi lầm. Không chỉ là trong Phật giáo, bao gồm tất cả tông phái, không có cao thấp. Chúng ta mở rộng ra. Hiện tại ở Singapore, chúng ta tiếp xúc chính tôn giáo. Bất cứ điển tích của tôn giáo nào ta vừa mở ra cũng là các pháp bình đẳng, không có cao thấp. Các vị có thể tin tưởng hay không? Ngày nay tôi đọc Kinh Coran, ngày nay tôi đọc Tân Cựu Ước, tôi đều sẽ giảng sanh thế giới cực lạc. Các vị không có cái bản lĩnh này. Tại vì sao các vị không có cái bản lĩnh này? Các vị có tâm phân biệt, có tâm chấp trước. Tôi có cái bản lĩnh này, Tân Cựu Ước vừa mở ra thì ra chính là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Kinh Coran vừa mở ra thì ra là chính là A-di-đà Kinh. Bạn có phân biệt, tôi không có phân biệt. Bạn có chấp trước, tôi không có chấp trước. Hư không pháp giới, tất cả chúng sanh cùng một tự tánh biến hiện ra. Cho nên chúng ta thường nói cùng đồng một thể sinh mạng. Nói lời nói này mọi người tương đối dễ hiểu, dễ dàng thể hội. Nói với bạn lời thật, bạn không hiểu. Lời thật là gì vậy? Tận hư không khắp pháp giới, tất cả chúng sanh là chính mình. Tôi nói lời này các vị không hiểu. Cho nên vì tất cả chúng sanh phục vụ là chân thật, vì ta phục vụ, vì chính mình phục vụ. Ai biết được? Chư Phật Như Lai biết được, Pháp Thân Đại Sĩ biết được. Đây là trí tuệ chân thật. Phật Pháp viên mãn, giáo học viên mãn. Các vị học tập không ngừng hướng lên trên cao, dần dần có thể khế nhập vào cái cảnh giới này. Vào cái cảnh giới này mới đại tự tại. Vào cái cảnh giới này mới thật tùy duyên. Các vị hiện tại không tự tại, các vị hiện tại không cách gì tùy duyên. Vào được cảnh giới này thì tự tại, thì tùy duyên. Mới biết được Phật dạy cho chúng ta là cái gì. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói: tình dữ vô tình, đồng viên chủng trí. Câu nói này tôi nghĩ mỗi vị đồng tu đều ghi nhớ hết. Ý nghĩa gì vậy? Không biết. Hơn nữa câu nói này tỉ mỉ nghĩ lại, nghi hoặc trùng trùng. Đích xác ý nghĩa của câu nói này quá sâu, quá rộng. Tình là chúng sanh hữu tình, vô tình là chúng ta ngày nay nói thực vật, khoáng vật. Dùng cách nói của người hiện tại, hữu tình là động vật, vô tình là thực vật cùng khoáng vật. Đồng viên chủng trí. Viên chủng trí là gì? Thành Phật. Thành Phật gì vậy? Một vị Phật. Bạn có thể hiểu hay không? Càng nói càng mê hoặc. Đồng thành một vị Phật. Một vị Phật này ở trong Kinh Hoa Nghiêm gọi là Pháp Thân Phật. Đồng thành một Pháp Thân Phật. Ở trên Kinh nói mười phương ba đời chư Phật cùng đồng một Pháp Thân. Cho nên Pháp Thân Phật là một vị Phật. Phật thật, thuần chân, không vọng. Báo thân Phật là viên mãn trí tuệ. Ứng hóa thân Phật, dùng lời hiện đại mà nói chính là kỹ thuật cao độ. Được đại tự tại. Thực tiễn mới có thọ dụng. Không thực tiễn thì bạn không có được thọ dụng. Giáo huấn trong kinh từng câu từng chữ. Bạn thật không cần nhiều, có thể được mấy câu, ngay đời này thọ dụng vô cùng. Mang đến cho bạn hạnh phúc vô tận. Nếu bạn không biết, vậy thì không còn cách nào. Mọi người phải ghi nhớ, Phật dạy chúng ta học làm người tốt, học làm người hoàn mỹ. người không có kém khuyết. Bạn nắm lấy cái phương hướng này, nắm lấy cái mục tiêu này, bạn liền chân thật ở trong Phật Pháp học được. Hơn nữa là lợi ích rất là hiện thực. Tất cả chúng sanh có ai mà sáu căn không tiếp xúc cảnh giới sáu trần bên ngoài? Mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, phàm phu chúng ta, phàm phu sáu cõi, sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, sanh phiền não. Thuận cảnh sanh tham ái, nghịch cảnh sanh chán ghét, sanh sân hận. Đây chính là mê hoặc, đây chính là tạo nghiệp, đây chính là dụng tâm sai rồi. Bạn không phải là một người hoàn mỹ. Chư Phật Bồ Tát cũng là sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần bên ngoài. Người ta sanh trí tuệ, người ta được tự tại, người ta thành tựu vô lượng công đức. Tại vì sao có khác biệt lớn đến như vậy? Chúng ta có nghĩ qua hay không? Luôn ở dụng tâm không đồng. Cái dụng tâm này chính là gốc. Tất cả phàm phu, tâm của chúng ta bất thiện, chư Phật Bồ Tát là thiện. Chúng ta không biết dùng tâm thiện, cội gốc chính ngay chỗ này. Nói đến hiện thực nhất, giao tế giữa người với người, chỉ cần tiếp xúc với người, tất cả giờ, tất cả nơi, khi tiếp xúc với một người, khi tiếp xúc với rất nhiều người, có nghĩ đến chư Phật Như Lai hay không? Các ngài là dùng tâm trạng thế nào để tiếp xúc? Ta phải học với họ, ta phải học trọn bộ cái bản lĩnh này. Chư Phật Như Lai khi tiếp xúc với tất cả chúng sanh chính là tứ nhiếp pháp. Cho nên tứ nhiếp pháp ở chư Phật Như Lai không chút nào gián đoạn. Các ngài dùng vào trong đời sống, dùng vào khi sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần. Chúng ta không biết dùng. Thực tế mà nói, chúng ta cũng không hiểu ý nghĩa chân thật của tứ nhiếp pháp. Trong tâm vừa xem thấy cái danh từ này, bốn loại là bốn phương pháp nhiếp thụ chúng sanh. Hiện tại ta vẫn chưa nhiếp thụ chúng sanh, vậy thì không cần dùng cái phương pháp này. Vậy thì bạn hiểu sai đi cái ý nghĩa nhiếp thọ này. Cái ý nghĩa của chữ nhiếp đó chính là phương pháp tiếp xúc. Hiện tại dùng tiếp xúc mọi người dễ hiểu. Chúng ta tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài có bốn phương pháp. Đây chính là chư Phật Bồ Tát tiếp xúc cảnh giới bên ngoài không giống như chúng ta. Họ vừa tiếp xúc dùng bố thí, vừa tiếp xúc dùng là hiện tại mà nói, liền khởi lên cái ý niệm vì họ phục vụ. Hiện tại chúng ta tiếp xúc với tất cả mọi người, không thể sanh khởi được ý niệm này. Cho nên họ là Phật, họ là Bồ Tát, họ không giống với chúng ta. Cho nên phải hiểu được, không luận vào bất cứ lúc nào, không luận ở bất cứ nơi nào, khi tiếp xúc với tất cả chúng sanh, nghĩ đến ta phải vì họ phục vụ. Dùng tâm chân thành, cung kính, bình đẳng mà vì họ phục vụ thì gọi là cúng dường. Tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, không viên mãn thì gọi là bố thí, viên mãn thì gọi là cúng dường. Chúng ta có khởi lên ý niệm này hay không? Không có khởi lên ý niệm này thì không có thiện căn. Tuy có thiện căn, nó không khởi tác dụng. Mỗi niệm đều có cái tâm này, đây chính là thiện căn vô lượng. Bạn chân thật là người thiện, thế giới Cực Lạc liền phù hợp tiêu chuẩn của nó, phù hợp với yêu cầu của nó. Các bậc thượng thiện đến ở một nơi, bạn thượng thiện, khởi tâm động niệm đều vui lòng giúp đỡ người khác, tận tâm tận lực giúp đỡ người khác, xả mình vì người. Điều thứ hai, ái ngữ. Trong ái ngữ, phạm vi bao gồm được rất rộng. Đây là ngôn từ biểu hiện ra yêu thương chúng sanh, quan tâm chúng sanh, lời nói êm dịu, thái độ khiêm nhẫn, khiêm tốn, nhường nhịn, nơi nơi tôn trọng người khác. Lợi hành từ ngay đời sống thường ngày của chúng ta đến công việc của chúng ta, không có việc gì mà không phải lợi ích tất cả chúng sanh. Đời sống riêng cũng là làm cho người khác xem, làm tấm gương cho người khác xem, làm tấm gương cho quỷ thần. Giảng đường này của chúng ta, quỷ thần ở đây nghe kinh, việc này mọi người đều biết. Số lượng của quỷ thần vượt qua số người của chúng ta, không biết là vượt qua gấp bao nhiêu lần. Các vị mọi người đều tin tưởng. Chúng ta không chỉ giúp đỡ những người vật mà mắt thường có thể nhìn thấy được, còn phải giúp đỡ những quỷ thần mà mắt thường không thể nhìn thấy. Từ nơi khởi tâm động niệm mà làm. Điều sau cùng, đồng sự. Đồng sự là không phủ định văn hóa của chúng sanh, không phủ định phương thức đời sống của họ, không phủ định ưa thích của họ, tương đồng với họ. Như vậy mới tiếp xúc đại chúng, giáo hóa đại chúng, liền có thể nhận được thành quả. Cái thành quả này là giúp đỡ họ đoạn ác tu thiện, giúp đỡ họ chuyển mê thành ngộ, giúp đỡ họ chuyển phàm thành thánh. Toàn bộ thực tiễn vào ngay trong đời sống. Không phải nói bạn khi đi đến nơi nào giảng kinh thì bạn mới dùng cái phương pháp này. Không phải, không thể làm kịp. Chúng ta ở trong lúc dạy học, khi dạy các vị phương pháp giảng kinh, 3 lần quán cơ, đại bạn sắp lên giảng đài mới quán cơ thì không còn kịp. Lúc nào thì quán cơ? Ở mọi lúc và mọi nơi. Tỉ mỉ quán sát nhân thời xứ, 3 loại căn cơ này, ở mọi lúc và mọi nơi. Không thể nói trước khi lên đài chuẩn bị giảng kinh, vậy thì không còn kịp. Do đây có thể biết Phật Pháp đã nói là đời sống thực tế của chúng ta, trong khoảng sát na đều không lìa khỏi. Sau đó bạn mới chân thật hiểu được. Ở chỗ này nói là thiện căn vô lượng. Câu nói này sanh ngã quốc giả, thiện căn vô lượng. Phàm hễ là người giảng sanh thế giới Tây phương Cực Lạc đều đầy đủ điều kiện này. Cho nên trên Kinh Di Đà, Thế Tôn vì chúng ta giới thiệu cái khu vực đó là các bậc thượng thiện đến ở một nơi. Cái gì gọi là thượng thiện? Thiện căn vô lượng. Nếu chúng ta không đầy đủ điều kiện này thì làm sao được? Niệm Phật không thể giảng sanh, đến sau cùng vẫn phải đảo trở lại, đảo đi một vòng. Nói Thích Ca Mâu Ni Phật gạt tôi niệm cả đời cũng không thể giảng sanh, tôi đã bị Thích Ca Mâu Ni Phật lừa rồi. Thích Ca Mâu Ni Phật nói được rõ ràng đến như vậy, bạn không hiểu được, bạn hiểu sai đi ý nghĩa. Chính mình không cố gắng học tập, không chuẩn bị những điều kiện này, còn trách người khác, tội lỗi này sẽ nặng. Hủy bán tam bảo, đọa A Tỳ địa ngục. Cho nên câu nói này quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Phía sau là nói quả báo. Giai đắc kim cang na la diên thân, kiên cố chi lực. Cho nên cái nguyện này gọi là na la diên thân nguyện. Na la diên là tiếng Phạn. Đây là tên của thần Kim Cang, là tiếng Ấn Độ xưa. Ý nghĩa của nó phiên dịch thành thắng lực, kiên lao. Chính là họ có năng lực thù thắng. Ngày nay chúng ta gọi là có năng lực hơn người. Cho nên gọi họ là thần Kim Cang. Đây là trong tôn giáo Ấn Độ xưa. Thông thường khẳng định thể lực của một người cường tráng nhất, thể lực của họ không có người nào có thể so sánh được với họ. Cho nên gọi là thân kim cang bất hoại. Có cái ý này ở trong đó. Họ có sức lực bền vững. Loại thân cùng lực này từ nơi đâu mà có? Vô lượng thiện căn thành tựu. Bạn tu thiện, đây là nhân. Bạn cảm được quả báo thù thắng như vậy. Hai nguyện phía sau đều là quả đức của thiện căn vô lượng. Do đây có thể biết tính quan trọng của đoạn ác tu thiện. Đặc biệt là người niệm Phật không thể nào không biết. Ở ngay chỗ này, chúng ta phải sơ lược giải thích qua với các vị một chút, bạn mới có thể xem thấy được Thích Ca Mâu Ni Phật chân thật trí tuệ, phương tiện khéo léo. Thần Kim Cang là trong Bà La Môn giáo Ấn Độ xưa sùng bái. Chính là trong Kinh Phật chúng ta gọi là Đại Phạm Thiên Dương. Ma Hê Thủ La Thiên Dương cũng đều dùng Kim Cang Na La Diên này. Trong Phật Kinh có rất nhiều chúng thần thiên chúng, đều là thần minh trong tôn giáo cổ xưa của Ấn Độ thờ cúng. Phật đều đem họ thâu nạp lại, đều đến nơi cửa Phật làm thần hộ pháp. Trong đạo tràng Phật giáo chúng ta cũng cúng dường họ. Thích Ca Mâu Ni Phật rất cao minh, là lấy họ để làm biểu pháp, để chúng ta xem thấy những chúng thần thiên chúng này, chúng ta liền khai mở trí tuệ. Danh hiệu, hình tướng hoàn toàn tràn đầy nghĩa thú của giáo học. Thần Kim Cang đoan chánh, tướng mạo đoan trang, hình tướng oai dũng. Chúng ta nghe đến cái danh xưng này, thấy được cái hình tượng này, đây là thấy được quả. Phật dạy cho chúng ta thấy được quả phải biết được nhân. Chúng ta cũng nghĩ đến cái hình tượng này, cũng muốn được thân kim cang bất hoại. Vậy bạn phải hiểu được tu nhân, bạn mới có thể có được. Bạn không hiểu được tu nhân thì làm gì có được quả báo. Nhân thiện, quả thiện, bạn nhất định phải hiểu. Thân kim cang bất hoại từ nơi đâu mà có được? Từ bố thí vô úy mà có được. Ở trên kinh Phật thường nói bố thí vô úy được khỏe mạnh, sống lâu. Bố thí tài được giàu có. Bố thí pháp được thông minh trí tuệ. Người thế gian chúng ta có người nào mà không cầu? Có nhiều tiền của, cầu thông minh trí tuệ, cầu khỏe mạnh sống lâu. Phật dạy chúng ta tu nhân, họ có thể có được, họ đã từng tu thiện căn, ngày nay có được quả báo này. Chúng ta mong cầu cái quả báo này, chúng ta phải hiểu được tu nhân. Lần trước chúng ta giảng kinh ở đây, mời cư sĩ Hứa Triết cùng gặp mặt với mọi người. Bà năm nay 101 tuổi. Bạn xem thân thể của bà, thể lực của bà, phản ứng của bà, đại khái chỉ là người 30-40 tuổi. Chúng ta thấy rồi, rất là ngưỡng mộ. Thỉnh giáo với bà, bà cuộc sống thường ngày làm như thế nào? Bà nói với chúng tôi, đó là nhân của bà. Bà nói bà 100 tuổi, ngay trong cả đời chưa từng khởi tức giận. Nếu chúng ta muốn thân thể tốt đến như vậy, phải học không khởi tức giận, nhân thiện, cả đời không oán hận một người nào, là nhân thiện. Cả đời không nghĩ đến chính mình, thật là cừ khôi. Đây là thiện căn. Ngay trong một đời khởi tâm động niệm, bà nghĩ đến người già, nghĩ người bệnh, làm thế nào vì người già người bệnh phục vụ. Chăm sóc người già người bệnh cũng giống như chăm sóc cha mẹ chính mình vậy. Tâm hiếu thuận chăm sóc, tâm cung kính chăm sóc. Cho nên bà có được quả báo là khỏe mạnh, sống lâu. Cho nên chúng ta tỉ mỉ mà quan sát, bà 3 loại bố thí đều đầy đủ. Bà dùng thể lực để chăm sóc người, đó là nội tài bố thí. Thường xuyên khai đạo mọi người là pháp bố thí. An ủi người bệnh, giúp họ giải trừ khổ nạn, vô úy bố thí. Trồng nhân thiện được quả thiện, chúng ta chính mắt nhìn thấy. Tôi để cư sĩ Hứa Triết đến nơi đây gặp mặt với mọi người. Bà vì chúng ta làm chứng minh. Chúng ta mỗi ngày đang giảng, tìm một chứng minh để mọi người xem qua là thật, không phải là giả. Chúng ta ở nơi cái đạo tràng này, cái đạo tràng này các đồng tu của Singapore đều biết. Singapore đạo tràng Phật giáo hưng vượng đệ nhất. Đến nơi này chúng ta, ồ, cái đạo tràng này rất hưng vượng. Hưng vượng là quả báo. Tại vì sao đạo tràng này của chúng ta hưng vượng, đạo tràng khác không hưng vượng được? Không phải phong thủy tốt, không có liên quan gì với phong thủy. Làm sao hưng vượng lên vậy? Các vị có biết hay không vậy? Mỗi ngày hơn 1000 người đến đây ăn cơm không lấy tiền. Đây là nhân thiện. Các đạo tràng khác không có cách làm như vậy, cho nên không thể hưng khởi. Nếu như đạo tràng đó của họ mỗi ngày cũng có mấy ngàn người ăn cơm không lấy tiền, hưng vượng của họ sẽ vượt qua chúng ta. Hưng vượng do đâu vậy? Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, như vậy mà hưng vượng. Cho nên Pháp Sư Ngộ Đạo, sự việc ở đây làm xong, hôm sau thầy phải đi đến Úc Châu. Tôi khuyên thầy ở Úc Châu xây một đạo tràng, Việc đầu tiên chính là bố thí cúng dường. Cúng dường hết thảy tất cả đại chúng. Đương nhiên hoàn cảnh Úc Châu không giống như ở nơi đây, bởi vì người ở bên đó không tin Phật Pháp, thảy đều là tín đồ Kitô. Nếu bạn tiếp xúc với họ, cần phải có trí tuệ cao độ. Làm thế nào ở nơi đó kiến lập quan hệ? Mở quán cơm chay. Mở quán cơm chay, hoan nghênh mọi người đến ăn. Thế nhưng không thể không lấy tiền. Không lấy tiền thì họ sẽ ái ngại. Làm thế nào? Chỉ lấy tiền vốn, không vì mục đích mưu lợi. Trong nhà ăn của người ta, ăn một bữa cơm phải tốn 10 đồng. Bạn ở nơi đây ăn chỉ tốn 3 đồng. Mọi người đều đến nơi đây của bạn. Pháp duyên của bạn chẳng phải thành rồi sao? Chẳng phải hưng vượng lên sao? Nếu như bạn muốn kiếm tiền thì bạn sẽ không hưng vượng. Các vị đồng tu tương lai chính mình có đạo tràng, bạn nên học phương pháp này, bạn nhất định sẽ hưng vượng. Nơi nào Phật giáo đồ nhiều thì không nên lấy tiền. Vì sao vậy? Tất cả Phật giáo đồ đều ưa thích tu phước. Bạn thấy cư sĩ Lâm, mỗi ngày nhiều người ăn đến như vậy. Chủ nhật, ngày nghỉ có đến 3-4 ngàn người ăn cơm. Các vị đều biết cư sĩ Lâm chưa mua qua gạo, không hề mua dầu, không hề mua, không mua bất cứ thứ gì. Người ta đều mang đến đây tặng. Tặng được quá nhiều, ăn không hết. Cho nên mỗi ngày các vị xem thấy có một chiếc xe tải nho nhỏ chở gạo, dầu, rau, mang đi tặng cho rất nhiều viện dưỡng lão, cô nhi viện của các tôn giáo khác thành lập. Chúng ta rất thường hay giúp đỡ họ. Cái đạo tràng này hưng vượng. Đó là nơi tín đồ Phật giáo nhiều, đều biết tu phước, đều mang đến đây để tặng. Hoàn cảnh mới ở nơi nước ngoài, họ đều là tin các tôn giáo khác, không có quan niệm bố thí. Cho nên chúng ta chỉ nhận lại tiền vốn là được rồi, không kiếm tiền. Vậy thì đúng. Thế Tôn dạy tứ nhiếp lục độ cho chúng ta thực tiễn. Làm gì có lý nào mà không hưng dưỡng? Chỉ sợ bạn chính mình không chịu làm. Bạn chính mình nghĩ muốn có tiền, tiền thì muốn không được. Không muốn có tiền, tiền sẽ như dòng nước ùng ùng kéo đến. Quá nhiều, quá nhiều. Khi bạn có lòng tham muốn thì muốn không được. Tiền chúng ta có để làm gì? Vì chúng sanh, thay chúng sanh tu phước, tạo phước thay cho chúng sanh, quyết không phải vì chính mình hưởng thụ. Như vậy mà làm thì đúng. Chúng ta tất cả vì người khác, tất cả chắc chắn không vì chính mình. Cho nên đọc kinh tỉ mỉ mà xem qua chư Phật Bồ Tát, cách làm của các ngài là thế nào. Chúng ta là chân thật phải học tập với các ngài. Chân thật có thể quan tâm đến đại chúng của khu vực này, quan tâm cái xã hội này. Thường hay nghĩ đến ta phải vì xã hội làm những việc gì, phải vì đại chúng làm những việc gì. Không nên nghĩ đến họ vì ta làm những việc gì. Không nghĩ đến việc này, quyết không suy nghĩ đến việc này. Chỉ có bỏ ra, quyết không cầu hồi báo. Hồi báo của chúng ta giống thế nào? Giống như cư sĩ Hứa Triết vậy. Khỏe mạnh, sống lâu, tiền đồ một mảng quang minh. Hứa Triết tin tưởng ông trời sẽ chăm sóc bà. Chúng ta sâu sắc tin tưởng chư Phật Bồ Tát, Long Thiên Thiện Thần chăm sóc. Cho nên vạn nhất không nên cầu người. Nếu bạn thường hay cầu người, Phật Bồ Tát xem thấy họ có người chăm sóc họ rồi, chúng ta có thể không cần quan tâm đến họ. Vậy thần hộ pháp cũng đi luôn. Bạn có người chăm sóc rồi. Chúng ta không mong cầu thứ gì. Chư Phật Bồ Tát xem thấy không được rồi, họ không có người giúp đỡ họ, hết thảy Phật Bồ Tát, thiện thần đều đến giúp đỡ bạn. Lý là như vậy, sự thật cũng là như vậy. Thế Tôn ở chỗ này, vì chúng ta nêu ra Thần Kim Cang, Na La Diên làm tấm gương cho chúng ta. Đại đức xưa cũng có nói Thần Kim Cang, Na La Diên là hóa thân của Phật. Chúng ta cũng có thể tin tưởng. Đây là chúng ta đọc được ở trên kinh. Chư Phật Như Lai, Pháp thân đại sĩ, đáng dùng thân gì để độ thì họ liền hiện thân đó. Đáng dùng thân Kim Cang, Na La Diên để độ thì họ liền có thể hiện thân Kim Cang, Na La Diên. Những việc này đều là sự thật. Người xưa trong chú giải của kinh luận có câu nói là chúng sanh thân tâm tướng y. Chúng sanh sáu cõi có ai mà không như vậy? Thân có khổ lạc, tâm có buồn vui, tâm có buồn vui. Cái thân này của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Cho nên điển tích y học của Trung Quốc tìm đến lâu xa nhất Hoàng Đế Nội Kinh, Linh Khu. Đây đều là y học rất cổ xưa của Trung Quốc. Lý luận đã nói trong sách y này, thọ mạng của con người bình thường là 200 tuổi. Bạn sống không được 200 tuổi là bạn không hiểu được bảo dưỡng. Bạn chính mình đã bỏ rơi sức khỏe của chính bạn. Mà bỏ rơi nghiêm trọng nhất là gì? Chính là tình cảm của bạn, tâm lý của bạn. Lo có thể khiến người già. Bạn đừng nghĩ đến cái tổn hại này là rất nghiêm trọng. Lo có thể khiến người già. Hoang lạc cũng không phải là việc tốt, cũng sẽ giảm tổn thọ mạng của bạn. Làm thế nào có thể duy trì bình thường? Tâm không có buồn vui, thân không có khổ lạc. Phật Pháp chúng ta gọi là chánh thọ. Thọ là hưởng thụ. Hưởng thụ bình thường. Hưởng thụ bình thường thì là tâm địa thanh tịnh. Nhà Phật gọi là định huệ đều học. Đây là hưởng thụ bình thường. Tâm không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Đối với cảnh giới bên ngoài, rõ ràng, tường tận, liễu liễu phân minh. Đó là huệ. Như như bất động là định. Đây gọi là chánh thọ. Nếu như bị cảnh duyên bên ngoài làm khởi lên ý niệm, thông thường chúng ta gọi là khởi lên cảm tình. Sanh khởi hỉ nộ ai lạc, thân thể của bạn liền có tổn hại. Bạn làm sao có thể không già? Bạn làm sao có thể không bị bệnh? Đây là nguyên nhân làm cho sinh mạng của chính chúng ta bị rút ngắn. Chư Phật Như Lai, nhất là chúng ta xem thấy ở trên kinh này, thế giới Cực Lạc, Vô Lượng Thọ Phật, thọ mạng vô lượng. Chúng ta xem thấy loại kinh văn này lại khởi lên nghi hoặc. Cái vô lượng này rốt cuộc là thật vô lượng hay là giả vô lượng? Cho nên chúng ta học Phật luôn là không thành thật. Người thành thật đều thành tựu rồi. Những người nào thành thật cùng với bà lão dưới quê nói vô lượng thọ, ồ vô lượng thọ, họ từ trước giờ không nghĩ là có vô lượng thọ, là thật vô lượng thọ hay là giả vô lượng. Họ thật giảng sanh rồi, thật có được thành tựu rồi. Sau khi chúng ta nghe rồi, chân thật là vô lượng hay là giả vô lượng? Nghe nói A-di-đà Phật tương lai vào Niết Bàn, Quán Thế Âm, tiếp theo là thành Phật. Vậy rốt cuộc là thật vô lượng hay là giả vô lượng? Chính mình trái lại vẫn cứ phải luân hồi 6 cõi. Thiệt thòi quá lớn. Đây là gì vậy? Đây là học Phật. Tôi thường hay nói không thành thật. Phàm hễ có rất nhiều vấn đề đến hỏi tôi đều nói bạn không thành thật. Vì sao vậy? Nếu bạn là người thành thật, một vấn đề cũng không có, bạn sẽ không đến tìm tôi. Lời của tôi nói cũng là lời thật. Người thành thật, tâm của họ là định. Định có thể khai huệ. Người không thành thật, tâm là bao trao. Nghi lự trùng trùng, không có trí tuệ. Bạn nói với họ cũng không nói được rõ ràng. Thực tế mà nói, bạn nói được rõ ràng hơn, họ cũng rất khó thể hội. Không thành thật. Đại đức xưa nay vậy, chúng ta thành thật niệm Phật, chúng ta vẫn cứ không thành thật. Cho nên rất khó thành tựu. Cũng chính bởi vì chúng ta không cách gì thành thật, cho nên kinh văn từng câu từng chữ không thể không tỉ mỉ nói. Khích lệ mỗi ngày, khuyến khích mỗi ngày. Thế nhưng chúng ta vẫn là không nhận được hiệu quả. Nguyên nhân này do đâu? Các vị hiểu được hay không? 1 tuần lễ giảng 1 lần. Cho nên không nhận được hiệu quả. Chân thật muốn nhận hiệu quả, ngày ngày giảng, ngày ngày lôi thôi, ngày ngày khuyến khích như vậy, người mới có thể hồi đầu. 7 ngày khuyên 1 lần. Lúc khuyên thì cũng không tệ, gật đầu rồi, có sám hối, ra khỏi cửa lớn thì quên hết rồi. Rất không dễ gì nhận được hiệu quả. Loại tình hình này tôi hiểu được rất sâu. Cho nên tôi ngay trong một đời này có thể có được thành tựu nho nhỏ như thế này, không gì khác. Ngày ngày giảng kinh, ngày ngày khuyên chính mình. Giảng kinh không phải giảng để cho người khác nghe, giảng cho chính mình nghe. Đây chính là người xưa đã nói một môn thâm nhập, trường kỳ huân tu, mới chân thật làm được rõ ràng tường tận. Giác ngộ rồi, có thể đem giáo học của Thế Tôn thực tiễn vào trong đời sống, thực tiễn ở ngay trong quan niệm, quan niệm thay đổi rồi, hành vi đời sống hoàn toàn thay đổi. Có thể nhận được thọ dụng chân thật của Phật Pháp, lợi ích chân thật. Cái thân tướng thù thắng này, đây là tất cả chúng sanh đều ngưỡng vọng, chúng ta có thể đạt được. Thế nhưng các vị cần phải ghi nhớ, Kinh Vô Lượng Thọ Thế Tôn vừa mở đầu liền đem tổng cương lĩnh tu tập truyền thụ cho chúng ta. Hàm cộng tuân tu Phổ Hiền đại sĩ chi đức. Câu này là tổng cương lĩnh tu học của Tịnh Tông. Cho nên người xưa gọi là Kinh Vô Lượng Thọ là trung bổn của Hoa Nghiêm, chính từ cái câu này mà nói. Lễ kính chúng ta đã làm được chưa? Tất cả cung kính, xưng tán, quyết định không có hủy bán. Cúng dường, xả mình vì người. Đối với chính mình, sám trừ nghiệp chướng. Chúng ta đã làm hay chưa? Sám trừ nghiệp chướng thực tiễn từ chỗ nào? Trên kinh nói được rất rõ ràng, khéo giữ ba nghiệp. Bạn có thể làm được việc này, bạn liền được thân Kim Cang bất hoại. Bạn liền có thể giống như thần Na La Diên Kim Cang, cũng giống thân nghiệp thù thắng. Chúng ta ghi nhớ mấy câu nói này, cái nguyện này liền biết được học tập như thế nào. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A Di Đà Phật.